dạ? Em có ổn không? Cuộc sống em rất ổn à. Hơi khàn giọng một xíu, mấy ngày nay nha, thời tiết Sài Gòn bắt đầu thay đổi rồi mọi người ơi, gần Noel rồi mọi người ơi. Dạ, cái cổ họng nó hơi bị tuyết. Em cái thời gian vừa rồi á, không biết là cái chuyện scandal ầm ĩ gì thì cuộc sống em ổn chưa? Thật sự thì những cái câu chuyện đó là những câu chuyện mà mình không có lường trước được. Và đôi khi thì nó sẽ có thời điểm hoặc là nó sẽ có lý do của nó để mà nó sẽ xảy ra câu chuyện như vậy và nó xuất hiện câu chuyện như vậy. Và cái điều của mình quan trọng là mình đối đầu với đó, mình nhìn nhận cái nào đúng cái nào sai để mình biết, mình thấy được những điều là nó là những cái mà mình còn xử lý hoặc là mình còn nhìn nhận những câu chuyện và những mối quan hệ bên cạnh mình trong cuộc sống của mình á, thì mình sẽ học được rất là nhiều thứ. Và sau cái câu chuyện đó em học được rất là nhiều thứ và em cảm thấy là mình khác đi nhiều, bắt đầu già hơn, trưởng thành hơn, trưởng chạc hơn và hy vọng là sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng mà hiện tại thì cái mối quan hệ của em với lại vợ em thì sao? Thì thật sự thì em cũng lớn rồi và cái đứa bé nó không có tổng. Cái điều quan trọng nhất đó chính là mình phải cố gắng mình giữ trách nhiệm của mình, sống làm sao tử tế nhất, đạo đức nhất có thể. Và cái nào sai thì mình sửa, còn cái nào mình cảm thấy là nó không tránh được thì mình tự tin mình đối đầu với nó thôi. Và cái gì đến cũng đến rồi, cái gì qua sẽ qua. Phải tiếp tục cố gắng, phải tiếp tục chứng minh cho mọi người thấy là mình là người như thế nào. Nhưng mà có nghĩa là em với vợ em là chia tay luôn hả? Hay sao? Dạ, hiện tại là như vậy. Nhưng mà em chỉ muốn tập trung hiện tại 100% vào công việc của em mà thôi. Dạ. Nhưng mà em không muốn nghĩ quá nhiều về vấn đề gì hết. Nhưng mà cái mối quan hệ của mình vẫn là tốt đẹp không? Có nghĩa là giữ mối quan hệ bạn bè. Em nghĩ là trong khoảng thời gian này thì chưa nói lên được gì hết. Và chính bản thân em cũng muốn cân bằng lại mọi thứ. Và em đang muốn một mình để mà nhìn lại tất cả những cái xung quanh của mình, những câu chuyện đã xảy ra trong 2 năm nay, nhìn về con đường phía trước và nhìn về những cái mà mình phải làm, mình phải thay đổi. Dạ. Hiện tại thì công việc của em sao? Công việc em hiện tại rất là ổn. Mọi người vẫn rất là yêu thương em và em vẫn cố gắng trau dồi nhất có thể về công việc của mình, đầu tư hết mức có thể. Tại vì một năm qua là một năm biến động đối với em cũng như là tất cả những người trên thế giới này, ở Việt Nam cũng vậy. Một cái năm phải nói là quá nhiều câu chuyện xảy ra. Và thôi, ít nhiều gì thì em cũng cảm thấy mình tự an ủi được là cái câu chuyện của mình nó cũng xảy ra giữa một cái trận bão lớn. Cái trận bão của bản thân mình, đôi khi mình khi mà mình rơi vào nó trong cái thời điểm đó thì mình cảm thấy là ôi nó kinh khủng quá, nó là một cái gì đó nó lớn lao quá đối với một cái người như mình, một người trẻ như mình, quá ít kinh nghiệm để mà đối diện với những cái trải nghiệm đó. Nhưng mà đúng là sau khi mình bước qua được một cái gì đó nó khó thì mình cảm thấy là mình mạnh hơn rất là nhiều. Và cảm thấy ở đây và ở đây nó khác đi rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ.